Vâng, hôm nay tôi lại quay giới thiệu cho các bác một mẫu đẩy của Nhật cực kỳ giá trị đây. Con này tôi bán giá 3 triệu, giá chuẩn luôn. Đẩy này nó đánh 2 kênh và có chế độ đánh 2 kênh độc lập hoặc là 2 kênh liền cùng một loại nhạc. Đây là loa để chế độ on hoặc là off. Đang để chế độ on thì nó cũng có ra tiếng. Loa front và loa BTL. Đây, loa rear, front và rear. Như rear này nó vẫn là loa chính nhá. Tí nữa tôi sẽ nói về cách chỉnh đằng sau. Hàng bãi nguyên zin 100%. Đây, những cái loại mà chơi cái loại STK này nó cực kỳ khỏe luôn. 2 tản nhiệt, giá chuẩn 3 triệu đồng. Các bác hoàn toàn có thể nghe nhạc một mình nó vẫn hay, bởi vì nó là của Nhật. Nếu mà đẩy Trung Quốc thì các bác có ghép lọc vào thì nó vẫn không bằng nghe không của đẩy Nhật. Tiếng rất chi tiết, ngọt ngào, rõ ràng, đặc thù đẩy Nhật các bạn. Con này công suất khá ấn tượng. Các bác có thể ghép loa hát karaoke, vì đẩy nó là như vậy hoặc nghe nhạc. Neck, hãng Neck Power Amplifier 230W điện 100V. Đây là loa. Đây là front, đây là rear. Rear đây là vẫn là loa chính các bác nha. Đây tôi đang cắm vào đường front, đường nhạc. Nó có 2 tín hiệu riêng biệt. Có nghĩa là đẩy 2 kênh riêng biệt. Nếu mà các bác cắm 2 loại nhạc cho 2 phòng khác nhau vẫn dùng chung một con đẩy này. Nhưng mà với trường hợp như sau: nếu mà tôi đang cắm vào tín hiệu front và để cái mức gạt này normal thì nó sẽ chỉ đánh một đôi loa normal, loa phía trên và front. Nhưng mà vẫn cắm tín hiệu như này, các bác gạt xuống thì nó sẽ đánh 2 đôi liền. Đấy, đặc thù như vậy. Và còn cái nút gạt chức năng đằng sau. 3 con STK này, cực khỏe luôn cái dòng này. Cứ bác nào mà xem âm ly mà nó có cấu tạo cái loại STK này, nó tiếng cực khỏe luôn. Rõ ràng, hàng bãi nguyên zin 100%. Vỉ mạch viết còn rất mới và đẹp. Hai trăm ba mươi watt, tôi sẽ mở nhạc to hơn mời các bác cùng nghe. Bát đánh rất sâu nặng. Tầng đây này nó có thêm cả loa center, loa trung tâm. Hai đứa ta trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh tương tác lên nhau. Góc cạnh mặt tiền còn rất đẹp luôn. 3 triệu đồng ship toàn quốc qua Viettel ở nhà xe khách, phí vận chuyển người mua chịu. Gối game quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu năm tháng. Xin chào, hẹn gặp lại. Khách hàng ở xa đặt cọc 1 triệu là tôi gửi hàng đi qua nhà xe khách hoặc Viettel. Phí vận chuyển người mua chịu. Cảm ơn. Các bác có thể dùng để nghe nhạc hoặc hát karaoke.